lời nói giống như mũi tên một khi đã bắn ra không thể thu lại xin chào các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh phật tâm tĩnh lặng trong video hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sức mạnh của lời nói với câu nói đầy ý nghĩa lời nói giống như mũi tên khi đã bắn ra không thể thu lại hãy cùng chúng tôi khám phá làm thế nào lời nói có thể mang lại cả sự an lành và hạnh phúc nhưng cũng có thể gây ra những tổn thương sâu sắc không thể hàn gắn trong cuộc sống hàng ngày lời nói là công cụ mạnh mẽ nhất mà chúng ta có nó có thể mang lại niềm vui hạnh phúc hoặc ngược lại gây ra nỗi đau sự tổn thương lời nói giống như mũi tên một khi đã bắn ra không thể nào thu lại được khi mũi tên bay đi nó có thể trúng mục tiêu để lại vết thương không thể xóa bỏ dù sau này người bắn có hối hận đến đâu điều này nhắc nhở chúng ta rằng cần thận trọng trong từng lời nói của mình bởi một khi đã thốt ra hậu quả của chúng có thể không bao giờ được sửa chữa lời nói có sức mạnh to lớn ảnh hưởng đến cuộc sống và mối quan hệ của con người trong giáo lý nhà phật lời nói được xem như một trong những nghiệp mà con người tạo ra nghiệp không chỉ là hành động mà còn bao gồm cả những suy nghĩ và lời nói chính vì thế mỗi lời nói của chúng ta đều chứa đựng một năng lượng hoặc là năng lượng tích cực mang lại yêu thương hạnh phúc hoặc là năng lượng tiêu cực gây ra đau khổ và chia rẽ những câu nói tưởng chừng như vô hại có thể để lại hậu quả lâu dài ví dụ một lời nói chỉ trích phê phán có thể khiến người khác cảm thấy tổn thương mất tự tin hoặc thậm chí gây ra sự oán giận một câu nói dối nhỏ cũng có thể dẫn đến sự mất lòng tin làm sụp đổ những mối quan hệ tốt đẹp ngược lại một lời động viên an ủi có thể làm dịu đi nỗi đau khích lệ người khác vượt qua khó khăn tạo ra sự thay đổi tích cực lời nói không thể thu hồi giống như một mũi tên đã bắn đi khi ta nói ra những lời đầy cay đắng chỉ trích thậm chí là vu khống chúng sẽ đi thẳng vào trái tim và tâm hồn của người nghe dù sau đó ta có nhận ra lỗi lầm và xin lỗi nhưng những vết thương từ lời nói đó có thể đã in sâu và rất khó để chữa lành điều này không chỉ ảnh hưởng đến người nghe mà còn ảnh hưởng đến chính bản thân chúng ta bởi khi chúng ta tạo ra năng lượng tiêu cực chính chúng ta cũng chịu tác động từ nó trong phật giáo đức phật luôn nhắc nhở về việc sử dụng lời nói một cách chánh niệm và từ bi lời nói phải chứa đựng sự thật yêu thương và mang lại lợi ích cho người khác có ba tiêu chí để kiểm soát lời nói mà chúng ta cần xem xét trước khi phát ngôn đó là lời nói có đúng sự thật không lời nói có cần thiết không và lời nói có mang lại lợi ích cho người nghe không chỉ khi cả ba điều này đều thỏa mãn lời nói mới thực sự mang tính tích cực và có giá trị có những lúc trong cơn giận dữ chúng ta có xu hướng nói ra những điều mà sau này sẽ hối hận cơn giận dữ giống như ngọn lửa và lời nói trong lúc này chính là những mũi tên đầy lửa phóng ra mà không thể kiểm soát khi chúng ta nóng giận không chỉ tâm trí bị xáo trộn mà cả lời nói cũng trở nên sắc nhọn và có thể gây tổn thương vì vậy một trong những phương pháp hiệu quả nhất để kiểm soát lời nói là kiềm chế cảm xúc khi ta biết dừng lại hít thở sâu và bình tĩnh trước khi nói ta có thể tránh được những lời nói không đáng có hơn nữa lời nói còn có thể tạo ra nghiệp báo lâu dài nếu lời nói của ta luôn mang lại đau khổ cho người khác ta sẽ tạo ra nghiệp tiêu cực và chính ta cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả trong tương lai ngược lại nếu ta biết cách sử dụng lời nói để khích lệ chia sẻ và yêu thương nghiệp tích cực sẽ theo đuổi chúng ta mang lại niềm vui và bình an trong cuộc sống lời nói không chỉ ảnh hưởng đến người khác mà còn tác động đến chính chúng ta những lời nói độc hại xấu xa không chỉ làm tổn thương người nghe mà còn làm tổn thương tâm hồn người nói khi chúng ta nói ra những điều tiêu cực trái tim và tâm trí chúng ta cũng bị bao phủ bởi năng lượng tiêu cực và lâu dần chúng ta sẽ trở nên cay độc tiêu cực trong suy nghĩ và hành động. Ngược lại, khi chúng ta nói ra những lời tốt đẹp, yêu thương, chính chúng ta cũng cảm thấy bình an, hạnh phúc và kết nối mạnh mẽ hơn với những người xung quanh. Một câu nói đơn giản như tôi yêu bạn có thể mang lại sự ấm áp, niềm vui và kết nối, nhưng một câu nói xúc phạm có thể phá hủy cả một mối quan hệ lâu dài. Điều này chứng minh rằng lời nói có sức mạnh vô cùng lớn và mỗi người chúng ta cần học cách trân trọng và kiểm soát lời nói của mình. Không chỉ lời nói trực tiếp, mà cả những lời nói qua mạng xã hội tin nhắn cũng cần được xem xét kỹ lưỡng mỗi từ ngữ mà chúng ta sử dụng đều có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác và điều này đòi hỏi chúng ta phải có trách nhiệm với lời nói của mình để có thể sử dụng lời nói một cách tích cực chúng ta cần rèn luyện sự chánh niệm và từ bi trong từng suy nghĩ và hành động hàng ngày hãy học cách nói ít hơn và lắng nghe nhiều hơn bởi chỉ khi ta lắng nghe ta mới thực sự hiểu người khác và có thể đưa ra những lời nói đúng đắn đừng vội vã phán xét chỉ trích người khác bởi chúng ta không bao giờ biết được họ đã trải qua những gì thay vào đó hãy dùng lời nói của mình để khuyến khích động viên và lan tỏa năng lượng tích cực cuối cùng chúng ta cần nhớ rằng lời nói là không thể thu hồi nhưng chúng ta có thể học cách làm cho lời nói trở nên có ý nghĩa và tích cực hơn đừng để những lời nói gây ra sự đau khổ cho người khác bởi một khi đã thốt ra nó có thể gây ra những hậu quả không thể sửa chữa hãy luôn nói những lời tốt đẹp yêu thương và chân thành để chúng ta không chỉ mang lại niềm vui cho người khác mà còn cho chính mình cảm ơn các bạn đã lắng nghe hy vọng video này đã mang đến cho các bạn bài học quý giá về cách sử dụng lời nói sao cho ý nghĩa và nhân văn hơn hãy chia sẻ video nếu bạn thấy hữu ích và đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những video tiếp theo từ kênh phật tâm tĩnh lặng chúc các bạn luôn bình an và biết kiểm soát lời nói của mình hẹn gặp lại trong những video tiếp theo